xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Mình là Bo đây, còn đây em mình. Mình là Có. Hôm nay hôm nay là đêm Noel thì các bạn đã được ông già Noel tặng quà chưa? Thì mình cũng đã được ông già Noel tặng hai con gấu bông nha các bạn. Đây, với lại đêm Noel bố mẹ mình còn ông bà và bố mẹ mình đã tặng cho mình rất nhiều món quà. Đây là một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, các bạn nhìn nhiều chưa? Các bạn tiếp tục trả lời. Đây cũng là món quà thứ bảy, món quà cuối cùng luôn. Chắc không biết trong cái túi này nó có cái gì vậy các bạn nhỉ? Thôi mình sẽ bóc cái túi này ra xem nó có cái gì nhá. Ô, có bộ quần áo thôi. Mình nhớ trong đây có một bộ quần áo hả? Đúng rồi. Hay là chắc mẹ ảo giặt rồi nhỉ? Đúng rồi, chắc sạch quá, mẹ cho sạch. Sạch, mẹ cho mẹ muốn cho nó sạch thêm ấy. Các bạn ơi, nên mẹ giặt. Anh bó quất tàu Titanic lạ như con heo. Đấy. Ui. Chí mình coi. Bây giờ mình sẽ unbox từng món quà nha các bạn. Món quà đầu tiên là món quà nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Đây. Đây. Đây, đây là quả gấu nha các bạn. Gấu bóc đi. Không xem unbox. Đây món quà, đây là món quà bé nhất của mình, mình sẽ unbox. Đây gấu unbox chưa đi. Unbox. Mình unbox quà của mình đây. Unbox, unbox. Lần đầu tiên được bóc quà. Một đôi giày Kappa. Một đôi giày Kappa. Bên trong đấy có gì ta? Đây là một đôi giày Kappa nhé. Rất là đẹp luôn, rất là xịn sò. Xem mở ra xem có gì nhé. Trong đây có một cái túi màu đen đen. Wow, cái dép của nó rất là đẹp luôn. Ôi, cái dép Kappa. Wow, Kappa. Xem mình đi vừa có vừa. Dép lên luôn. Đây là món quà đầu tiên nha các bạn. Nó có là hãng Kappa nha các bạn. Hãng Kappa. Đây hãng Kappa đây. Bây giờ mình sẽ bóc cái này. Đây, của mình đây. Món quà của mình đây. Mình sẽ để ở đây tí mình đây nhá. Các bạn nhá, nhìn đẹp chưa? Xem vừa không? Xem vừa không? Vừa luôn. Vừa, good. Món quà này vừa được các bạn ạ. Đi ông bà tặng xin. Thôi, đến món quà thứ hai, gấu unbox. Bóc quà. Đây, unbox món quà thứ hai của mình. Đó chính là một cây thông Noel đấy, các bạn có hình cây thông Noel luôn. Có cái gì đây? Xem mà có gì. Ui, lại một cái đôi giày. Vẫn là đôi giày. Cái hãng Kappa đó các bạn ạ. Nha, bở à. Wow. Ui, sáng lóe mắt quá. Đây là dây của mình. Dây của Boa đây. Màu trắng luôn, màu yêu thích luôn. Cũng là màu trắng. Mình đi chủ xe có vừa không? Mình có màu xanh nhỉ. Sẽ có đi vừa không nhỉ các bạn nhỉ? Thôi, đừng bỏ ra nữa. Sợ chắc là không đi sao? Vừa. Bóc được hai món quà thôi, nhà đã ngập cả rác rồi các bạn. Còn đây là món quà cuối cùng của em mình và mình. Của mình còn to hơn nhé. Quà của mình rất là nhỏ luôn. Đây mình sẽ unbox nha các bạn. Unbox nào? Mong là sẽ là đồ chơi. Ôi chưa gì ấy, nhìn thấy một nửa của cái tàu, tàu gì mà giống cái tàu này. Để xem là... Wow! 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 Các bạn thấy tàu gì đang đứng trên thịt? Wow! Bây giờ là hãng Lego! Wow! 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 Nhanh lên! Để chơi! Nhanh lên! Nhanh lên! Yeah! 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 Chắc được chơi rồi! Cậu con này cái tàu Titanic trong thế kỷ trước. Thế kỷ lâu cực kỳ. Lâu cái tàu này đã bị chìm ở một tảng băng hay sao ấy. Nó tách. Đây này các bạn. Đây ở đây có hình tách đôi này. Các bạn đây.
tách đôi đâu đây à? Đây là súng nhưng mà mình lấy kéo mình cắt cái mà. Đấy, bộ đồ chơi của con là tàu Titanic. Thôi mình cứ để đây, rồi khi nào mình sẽ quay cái video tàu Titanic nha các bạn. Đây, tàu này cực kỳ to, đến nỗi 3 tiếng mới lắp xong. Thôi, mình cứ để lại nhá, rồi mình sẽ review đồ chơi gấu nhá. Đây, cái đồ chơi này sẽ để lại, video sau mình sẽ quay. Rồi mình sẽ lắp. Có cả giá đây này. Đây các bạn, nó có cái, nó, đây cái tảng, đây cái tàu này. Đấy, nó có thể tách đôi ra nhá các bạn. Không biết nhà đạn đâu đấy, luôn ấy. Đây, gấu đang ăn bốc cái quả súng của mình như vậy. Nó còn có cái tính điểm với các bạn nhưng mà mình không biết lấy ở đâu. Gấu cho anh mượn à? Đây đây. Cái này cực kỳ khó. Cực kỳ khó. À, anh biết cách nhét rồi. Đây. Nhưng không biết nạp đạn đâu. Tháo này ra sao nhỉ? Không phải, có nghĩa là mình sẽ lấy một ít lạn trò trong đây. À, bây giờ mình mới hiểu. Kéo đâu rồi? Đấy, giờ thử ăn bốc thử xem nào. Đây là sau khi bắt bóc ba món quà của ông già Noel và bố mẹ mình nhá, thành một cái chiến trường. Bây giờ mình sẽ sắp xếp các quà của mình rồi dọn vào nhá. Quà mình thì cũng có mấy cái nhỏ nhỏ, mấy cái to to thôi. Để thu gọn rác nha các bạn. Phải đi tiếp của chiến trường. Ôi, lại chiến trường của mình đâu? Chiến trường dép của mình. Đây là những món quà mình đã unbox được nha các bạn, tất cả luôn. Đây nha, đây là hai cái dép, đây của quẻ gấu, đây của mình. Hãng Kappa và hãng gì đây? Ok. Đây cũng là giày của em gấu, cũng là hãng Kappa nha các bạn. Cũng bình. Mình cũng đang hãng Kappa. Còn mình thì chưa bốc, ăn bốc. Mình sẽ bốc cái này ra. Xong tía hết video rồi mình đeo thử. Đấy, rất nhiều món quà. Và cái thú vị nhất là cái tàu Titanic của mình. Nó rất là thú vị nhá. Có lúc thì có phòng này, có lúc thì tàu nó kiểu bẻ được đôi. Tàu nó dài 57.5 cm, cao 28 cm. Và đây là cây thông Noel của cô Kim Nhung đặt ship từ ship cho mẹ mình nha. Đây là cây ở ngoài kia, thành cây thông Noel to cao rồi, còn đây là cây thông Noel nhỏ tí teo, nhỏ cao khoảng chắc là bằng cái tàu ấy. Đấy, nó nhỏ. Nhưng mà mấy cây thông Noel kia nó đều giả sao. Đây thật nhá. Các bạn nhìn quả cam này, các bạn cũng biết là quả cam thật rồi. Đấy, nó khô mà. Khô. Đấy, rất nhiều quả bóng. Và rất nhiều món quà, lúc thì món quà trắng, món quà vàng. Và có cả quả nho vàng này. Đẹp. Và có cái nơ trên đầu nhá. Xinh xinh. Đấy, đấy cũng là unbox được nhá các bạn. Mình unbox ấy. Thật là may. Mẹ mua ở cửa hàng của cô Kim Nhung. Cửa hàng có những hoa, lá, cây, cối, dầu. Chắc con chỉ nghĩ là quanh nhà cô toàn cây cối, hoa lá. Đây ảnh em mình nhá. Đấy, những mà ăn bốc được nha các bạn. Gấu thì cứ mãi chơi cái kia thôi. Tại vì đây là món quà mình sướng nhất khi được sờ vào nó ấy. Còn mình thì chưa sờ. Đấy, gấu đang nghịch kìa. Đây là món quà ông già Noel tặng cho mình nhá. Hai con gấu bông, một con quả bơ và một con quả chuối. Nhưng mà bên trong quả bơ này không phải là một cái cục hạt đâu, mà là một cái mặt của con gấu ấy các bạn ạ. Chưa bóc vỏ đã ăn thôi. Đấy, các bạn nhìn cụ tiêu chơi mấy cái đồ chơi cả nhà mình tặng này phê. Cái lúc mà bắt đầu ngày Giáng sinh ấy các bạn,
là cái ngày sinh nhật của mình ấy, 22 tháng 12 ấy các bạn. Đấy. Đấy, ông già Noel mới đến tặng quà mình nhá. Vừa bố mẹ cho còn cho mình cả đi chơi nữa. Sướng. Sao ngày hôm nay mình được ăn bốc quà. Thật được quà xịn xóa con bò rồi. Thôi, video cũng đã dài rồi. Thôi, à nếu các bạn thấy hay thì cho mình một nút like, nút đăng ký, nút subscribe nhé. Còn bây giờ bye bye. Bye. Cứ tới gặp đi.